Chào mừng các bạn đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay ta học bài môi trường nuôi thủy sản. Ở bài học này chúng ta sẽ có hai phần. Thứ nhất là đặc điểm của nước nuôi thủy sản. Thứ hai là tính chất của nước nuôi thủy sản. Và thứ ba là biện pháp cải tạo nước đất đáy ao. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi từ thứ nhất, đặc điểm của nước nuôi thủy sản. Đầu tiên thì các bạn thấy có 3 phần. Thứ nhất là có khả năng hòa tan các chất vô cơ và chất hữu cơ. Thì các bạn biết là dựa vào khả năng này thì người ta thường có thể bón phân hữu cơ và vô cơ nhằm cung cấp chất dinh dưỡng để phát triển thức ăn tự nhiên cho tôm cá. Nước ngọt thì các bạn thấy là có khả năng hòa tan các chất vô cơ, hữu cơ nhiều hơn so với nước mặn. Rồi, khả năng thứ hai là khả năng điều hòa chế độ nhiệt của nước. Thì ở cái này thì các bạn thấy là khả năng điều hòa của nước rất đặc biệt, thì cả thường nó sẽ ổn định và điều hòa hơn so với trên cạn. Thì các bạn thấy là mùa hè thì nước nó mát, mùa đông thì nước nó ấm hơn. Nhờ vậy các bạn thấy là thức ăn tự nhiên phát triển nó thuận lợi. Thứ ba là thành phần oxy thấp và khí carbonic cao. Thì so với trên cạn thì các bạn thấy là tỷ lệ thành phần khí oxy trong nước ít hơn 20 lần tỷ lệ thành phần khí carbonic nhiều hơn, nhất là các ao tù cấm nắng. Thì thường các bạn thấy là các ao đó thường các bạn thấy là nó thiếu oxy và nó thừa gì khí carbonic. Vì vậy thì chúng ta phải điều chỉnh như thế nào để thành phần oxy thích hợp để tạo điều kiện sống thuận lợi cho tôm cá. Rồi tiếp theo thì chúng ta qua phần thứ hai là tính chất. Không, bây giờ các bạn xem đây, hay cho các bạn xem đây là dùng máy sụp khí. Thì đây là các bạn thấy là đây người ta nuôi gì ao dùng để vuông để nuôi tôm. Thì các bạn thấy là người ta sẽ dùng gì thành phần máy sụp khí oxy để tạo oxy cho gì môi trường nuôi của tôm ha. Rồi chúng ta sẽ qua phần hai, đó là gì tính chất của nước nuôi thủy sản. Thì ở nước nuôi thủy sản sẽ có 3 hình thức tính chất chính, đó là tính chất hóa học, lý học, hóa học và gì sinh học. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất lý học. Thì tính chất lý học thì nó sẽ gồm có nhiệt độ, màu sắc đầu trong và sự chuyển động như của nước. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nhiệt độ. Thì nhiệt độ nó ảnh hưởng đến gì điều hóa và gì sinh sản của tôm cá. Hiểm là họ lần khi các bạn quan sát hình và cho biết nhiệt độ tạo ra trong ao và do nguyên nhân nào. Đây hình 16 thì các bạn thấy. Rồi nguyên nhân thì các bạn thấy là thứ nhất là sự phân hủy của các chất hữu cơ nó sẽ tạo ra nhiệt. Thứ hai là sự tỏ nhiệt của đất ở nơi đáy ao. Thì các bạn thấy là đất nơi đây nó sẽ tỏ ra một lượng nhiệt. Nguyên nhân chính đó là gì? Cường độ chiếu sáng của ánh mặt trời. Rồi thì nhiệt độ nó ảnh hưởng các bạn thấy là đến tiêu hóa, hô hấp và sinh sản của tôm cá. Với nhiệt độ giới hạn thì đối với tôm thì các bạn từ 25 đến 35 độ C. Nếu trên 35 độ C thì các bạn hãy sẽ gây đến gì? Chết tôm. Hay dưới 25 cũng ảnh hưởng ha. Cá thì dao động từ 20 đến 30 độ C. Đó là nhiệt hạn giới định của nó. Thì hiện nay thầy sẽ giới thiệu các bạn một cái là đo nhiệt độ bằng nhiệt kế. Dụng cụ nhiệt kế thì người ta dùng để đo nhiệt độ của nước nuôi thủy sản. Thì bước 1 thì các bạn thấy là nhúng nhiệt kế vào nước 5 đến 10 phút. Sau đó thì các bạn thấy là lấy ra, nâng nhiệt kế lên và đọc kết quả ngay. Thì các bạn thấy là khi đó này, nhiệt độ của nước nó sẽ dao động bao nhiêu thì chúng ta sẽ biết nhiệt độ của nước là bấy nhiêu ha. Rồi sang 2B nhỏ là độ trong. Độ trong là biểu thị mức độ ánh sáng xuyên qua mặt nước. Độ trong là tiêu chí đánh giá tốt xấu của nước nuôi thủy sản. Thì các bạn thấy là người ta có thể dùng như cái đĩa sách si và cách đo đĩa sách si. Nếu các bạn thấy một lát thì các bạn thấy là đĩa sách si này thì các bạn thấy là gì, nó sẽ có hai màu, có thể thường người ta chọn như trắng đen
Thì đó các bạn thấy là khi người ta thả xuống trong nước, thì các bạn thấy khi thả xuống thì cái mặt độ trong á, hiện ta khi ta nhìn vẫn thấy được như hai màu của đĩa sexy. Khi không còn thấy thì ta lấy lên ha, thì ta biết cái gì độ trong của nước. C đó là gì, màu nước. Thì nó thường nước nó sẽ có ba màu: màu nõn chuối hoặc vàng đục, màu cho đục, xanh đồng, màu đen, mùi hôi. Thì trong ba màu này thì các bạn thấy là màu gì, nõn chuối hoặc vàng lục là gì, màu nước tốt nhất, thì nó sẽ chứa nhiều tảo ha. Còn cái hai màu còn lại thì các bạn thấy là do nước, các bạn thấy là nó bị gì, ô nhiễm, hôi hối. Ví dụ như các bạn thấy là gần đây thì các bạn thấy trước kinh là gốm ta, thì các bạn thấy một màu đen mùi hôi, thì các bạn thấy là những sinh vật dưới nước rất là khó sống ha. Đây các bạn thấy là này gì, màu xanh. Đây. Rồi qua phần thứ tư, đó là sự chuyển động của nước. Rồi có ba hình thức chuyển động, đó là sóng, dòng chảy, đối lưu. Đây các bạn quan sát hình, hình thứ nhất đó là gì, đây là sự chuyển động của dòng chảy, nó gồm có gì, hát, suối, sông. Hình thứ hai đó là sự chuyển động của sóng, biển, mặt hồ thì nó sẽ có những gợn sóng ha. Hình thứ ba đó là chuyển động đối lưu, thì các bạn thấy đối lưu là các bạn hai nước nó sẽ có hai chiều ha. Đây là hình ảnh tượng trưng cho sự chuyển động của đối lưu của nước. Rồi chúng ta sẽ qua phần 2, tính chất hóa học. Thì nó sẽ gồm có hai phần: các chất khí hòa tan thuộc vào nhiệt độ, áp suất, nồng độ muối. Thì các bạn thấy có khí oxy và khí carbonic. Các muối hòa tan, có nhiều muối hòa tan như đạm, nitrat, lân, sắt. Tuy nhiên thì muối này hòa tan vào trong nước ha. Độ pH, thì độ pH thích hợp cho tôm cá là từ 6 đến 9. Đây hãy ví dụ cho các bạn thấy nè, đây một hang màu pH từ 0 đến 14. Thì các bạn thấy là từ cái khoảng này là gì, axit mạnh từ 5 trở về, 5, 6 thì các bạn thấy là axit yếu. Đây số 7 là trung tính, 8, 9 kiềm yếu, kiềm mạnh. À, đây thì các bạn thấy là dùng nha, quỳ tím để đo nha, độ pH là tính hợp bài 51 này ha. Thì chỉ cần lấy quỳ tím mà chúng ta nhúng vào nha nước 1 phút, sau đó lấy quỳ tím thì các bạn thấy so với hang màu pH chừng thì ta sẽ biết được pH nó bao nhiêu nha, màu nhất định. 3. Tính chất sinh học. Thì các bạn quan sát hình và phân biệt các loại thì loại sinh vật sao thuộc nhóm thực vật phù du, thực vật nha, vật cao, động vật phù du, động vật đáy. Rồi các bạn quan sát nó có các hình từ A cho đến gì, K thì chúng ta sẽ làm ha. Ví dụ thực vật phù du ở đây thì làm như là gì, tạo phê, hình đĩa, tạo dung, tạo ba gốc. Thực vật bậc cao, giống mái chèo, giống tôm. Động vật phù du, một kiến gân, trùng ba chỉ. Động vật đáy, là gì, ấu trùng, mũi lắc, ca và gì, ốc hến. Rồi trong vùng nước nuôi thủy sản thì các bạn thấy có rất nhiều sinh vật sống như là thực vật thủy sinh, thực vật phù du, thực vật đáy, động vật phù du, động vật đáy. Rồi chúng ta qua phần 3, phần cuối cùng đó là biện pháp cải tạo nước đất đáy ao. Thì các bạn thấy là tùy theo ao điều kiện thì các bạn thấy là người ta sẽ có những biện pháp cải tạo nước khác nhau. Ví dụ như các bạn thấy là ở những gì, có hai biện pháp cải tạo nước đáy ao. Thì đối với những gì ở ao ở trung du miền núi, ao có mạch nước ngầm thường có nhiệt độ thấp, thì các bạn thấy người ta thường phải trồng cây chắn gió, thiết kế sao cho phù hợp với khu vực nước nông để tăng nhiệt độ. Còn các bạn thấy là gì, còn những cái ao như các bạn thấy nhiều thực vật thủy sinh như lây sậy sang súng thì cắt bỏ
lúc cây còn non để hạn chế sự phát triển hạt diệt bỏ. Đối với bọ gạo thường các bạn thấy là dùng hòa dầu, dầu hỏa, hạt thuốc, thảo mộc, cá. Thì đối với cải tạo đất ao thì tùy theo loại đất mà ta có những biện pháp cải tạo như nào phù hợp. Rồi thì tóm lại bài học ta thì các bạn đã đúc kết lại, chúng ta sẽ có những phần chính ba phần. Thứ nhất là đặc điểm của nước thủy sản thì nó sẽ có khả năng hòa tan chất vô cơ và hữu cơ. Hai là khả năng điều hòa chế độ nhiệt của nước. Thứ ba là thành phần nhé, oxy, hấp và khí oxit cao. Tính chất của nước nuôi thủy sản gồm có tính chất vật lý học, hóa học, sinh học. Biện pháp thì cải tạo nước ao và cải tạo đất đáy ao. Đây, các bạn làm bài tập củng cố ha. Chúng ta tìm những từ như nổ chuối, ánh sáng, giới hạn chuyển động và những phần còn trống. Thì một số loài thủy sản sống ở một gì giới hạn nhiệt độ nhất định. Hai, độ trong được xác định bởi gì xuyên qua mặt nước. Đó thì ánh sáng nước thì các bạn thấy là màu nước tốt nhất, màu nước chuối. Đây là sự chuyển động nha của nước ảnh hưởng đến lượng oxy thức ăn của thủy sản ha. Rồi câu hỏi các bạn, các bạn sẽ câu trả lời đúng nhất. Độ pH thích hợp cho tôm cá sinh sống phát triển gần con máy mới vừa nói đó là câu C, là từ 6 đến 9. Hai, nhiệt độ giới hạn chung của tôm là bao nhiêu? Thì các bạn thấy đó là câu D, từ 25 đến 35 độ C. Rồi bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một buổi học tập thật vui vẻ. Thank you.